sáng mới có 5 giờ rưỡi sáng là sẵn rủ đi chợ rồi cả nhà. Nửa ký mua cua nè, nửa ký cũng được ha. Nửa ký nếu phải ra còn 2 lần rưỡi là cua, lấy cua luôn không mua để sẵn đủ vậy. Chừng nào muốn ăn lẩu cua hay là bún riêu vậy đó, dạ, cái mình lấy ra mình bỏ vô mixer thịt mình xay, hoặc là mình xay sẵn mình để ngang đá cũng được, nhờ chú tách ra vậy đó. Đây người ta cũng rửa xay được cho mình luôn, nhưng mà tùy mình thôi. Chào bà Chiểu, 5 giờ rưỡi sáng. Hai chồng tự nhiên nay nổi hứng đi chợ 5 rưỡi sáng. Từ đó giờ chưa bao giờ đi chợ 5 rưỡi sáng luôn. Đây là cửa hàng bán thịt tươi, cửa hàng tiện lợi, đủ thứ, gà, vịt, thịt heo, lạp xưởng. Tiền chứ rồi. Nè, mâm cua của chú nè. Tại kia bằng chú, chợ kia bằng chú, chứ chú lớn tuổi hơn bà, cha ăn nhiều. Đúng rồi, kia bằng bác mới đúng ha, bác hoặc bằng ông. À đi. Rồi, cảm ơn cô nha. Dạ. Có gì cô cũng ra đây. Dạ. Có mua chú hoài á. Dạ. Để em leo lên mới hơi nha. Chợ đông á. Dạ. Hồi bị ra lo không sợ. Ủa anh cứ hỏi tiền cho anh chưa? Rồi. Lo nói rồi. Rồi giờ mua nấm. Rơm là anh quẹo lên cái chỗ trên á, trên chợ trên đi em mua rau củ chưa nấu ăn chưa xui. Mua rau củ. Vậy cái nè, đây nè, cái lên chỗ em đi mua á, chỗ hàng bánh đậu sida á. Nấm rơm chảnh luôn hả? Lên trên đó đi rồi coi có thì em mua. Từ từ phải mở ngồi cầm kỹ. Chợ có vẻ chỗ đông chỗ hông ha. Bán ốc, tôm, cam 13.000 ký, 11.000 ký rồi cả nhà. Khóm 10.000 trái. Cái đó khúc này vui lắm. Bèo bé bèo 35 bèo bé bèo. Hạt vịt lộn 40 bèo bé bèo. Bèo bèo là gì ta? Rẻ bèo á. Ờ hình như vậy á, rẻ bèo bé bèo ha. Chỗ này còn vắng. Mới 5 rưỡi sáng là anh rủ con đi chưa hết xe ke nữa. Đi thử coi chợ tao bán sao. Nè cà rốt nè. Đây. Ê bên đây nè. Từ trong đây là chị em hay mua ở đây nè. Tại bà có bán ớt chua này kia, không biết bên đây bà có bán không? Ở đâu? Thẳng lên vô nữa. Hên xui nha. Đây nè. Đó. Rồi bữa nay chị cũng có bán, là giá chị này mua ớt chuông với nấm. Ha. Nấm anh ăn muốn ăn nấm gì? Nấm hai loại đi. Nấm bào ngư như chị. Bào ngư với đùi gà 7.000, nấm rơm 10.000. Bào ngư, ủa bào ngư bằng giá đùi gà hả? Đúng rồi. Mua 3 loại đi, mỗi loại ít. Còn nấm gom 10.000. Em mà cân 10.000. Thôi em mua mọi thứ ít anh ha. Đúng chứ. Dạ mình hốt chung nhà nó là 40 không? Chung. Mua đi chợ thì hay mua. Chiều có ăn lẩu cua vậy. Nấm rơm không anh? Nấm rơm không? Đậu bí bô 10.000 luôn chị ơi. Bí bô này xanh lè đẹp quá trời luôn, 10.000. 10.000 lại đâu có 10.000. Cho em cái bọc em đựng nấm rơm đi chị. Đựng riêng hay tại vì cái giá người ta bán khác nhau. Rơm nó nhiều rồi. Rơm 10.000 chị. Nấm rơm thì em phải ăn nấm rơm nở, bự nở. Mỗi người mỗi kiểu. Người thì người ta thích ăn búp. Nói chung là mua nấm vừa vừa thôi. Rồi còn mua rau. Nè. Ủa? Anh mua như đây được không? Đủ không? Trời còn rau nữa. Hay là lấy bóng thêm mớ nấm rơm đi. Ấp nấm rơm hả? Lần nào ăn mua nấm rơm ở nấm nhiều quá thì ăn cũng không hết nữa. Có ăn lẩu cua đồng. 10.000 lạng đậu bí bơ 10.000 cô, cái gì cô? Dạ rơm 10, bào ngư đùi gà thì 7.000, nấm hương 12.000, cái này 3 lạng. 30. 55 ngàn. Chưa còn ớt chuông má sao chị? Ớt 7.000 này. Ớt ngọt. Cái này là ớt ngọt chứ không phải ớt chuông hả? Ớt ngọt, ớt này nó không ớt chuông chị. Cái hai loại này là giá khác nhau hay là nó cùng một giá? Cái nhỏ thì 8.000, cái lớn thì 7.000. Chị thấy tiền. Anh đang muốn mua cái lớn, tưởng đâu cái lớn mắc hơn hay là cái lớn rẻ hơn. Cái lớn nó rẻ hơn. Không phải là trên lệch 1.000 với 2.000 mà ăn bóc cái lớn nha, tại vì đang muốn mua cái lớn. Thôi, nè, đây nè, cái này nè. Cái này nó giòn, mấy cái mà mùi quá này cũng sợ nó mềm. Mấy cái nhỏ ăn sống thì nó ngon lắm luôn. Nó ngọt lắm. Mua mỗi thứ ít để xào rau củ với bé Xuân ăn trưa. Cho em thử 4 trái đi chị. Nhiêu chị? Nhiêu ạ? 14 hả? 4.000 nè. Nhỏ. Đó. Rồi đi. Rồi đây nè. Mua gì đó bà, khoai lang, khoai tây hả? Chưa? Mua rau cải đằng đây nè. Chạy tới mấy chị, cái chị bên trái á. Bà đem nhà vô mua nha. Mua rau tàng ô. Rau tầng ô bán sao chị? 35.000 ký hả? Cho em cái bọc đi. Cô nó là đẹp rồi khỏi quay. Dạ. Cô bán rau đẹp rồi khỏi quay hả? Quay để người ta chiêm ngưỡng sắc đẹp của chị chứ. Rau để cho phải cô bán rau đẹp. Đấy là rau của chị để chứ không phải là người bán rau đẹp. Cô em đẹp không? Đẹp. Anh có da này. Quay bên Mỹ là chưa là. Mỹ là kêu là anh là ông xã của chị hả? Ông xã của chị hả? Là kêu là tầm không Mỹ ơi, tầm cô bên Việt Nam đẹp lắm. Trời ơi. Văn chương dữ. Ông xã. Trời. Ghê. Đi luôn rồi. Nó nói xong đi luôn rồi. Không mua rau sao mà cho con ăn à. Rau tàng ô. Tàng ô nhúng lẩu cua. Quay đi ăn rau gì nữa. Mua. Ô nè, Nửa ký ra tầng ô là như đây chắc được ha nè. 8 35. Dạ. Rau ngon quá, bữa nay rau tầng ô ngon lắm. Ngon quá vip. Cái này rau xà lách son nhiêu bó hả chị? 12.000. Hả? 12.000 bó hả? Rồi. Rồi anh nhúng thêm gì nữa không hay là thành vậy được rồi? Rau được rồi. Rau với lại cái son. Vậy hả, thế này ha Pha, để cân tính tiền. Như nó đủ không anh coi đi, anh coi đi. Được rồi. Nhà có 3 người ăn à chứ không có đông cho nên là mua cũng vừa phải thôi. Thấy 6.000 à. Tổng cộng 26 hả chị? Rồi, 14, 26. Các bạn kiều bào ơi, rồi sao nữa? Em. Tầng ô sao? Tầng ô bằng cải cúc Việt Nam không? Trời ơi. Bên đó muốn nửa ký 180.000. Cái này là kia là cải cúc phải không ta? Tầng ô là cải cúc chứ gì nữa. Nhúng thêm bầu không hay nhà vậy thôi? Bầu ấy, lấy trái bầu. Chị ơi lấy em một trái. Lấy em một trái bầu ơi chị. Đi mua chôm chôm nữa. Mua chôm chôm là xong không? Bao nhiêu lưỡi chôm chôm mở điện thoại ra mà coi. Đấy là bộ phận rau đủ chưa? Đủ rồi, mấy trái? Một trái. Nhỏ được không? Được được. Đây có món ăn vậy. Có hành ngò gì chưa? Cái này ăn hành ngò gì anh? Đâu phải nấu bún riêu gì đó. Đó là 26, 8 là 34. 34. Dạ em. Dạ 26. 26 8 là 34 rồi. Đấy 10 lề rau quế. Bùa gạo lá quế hả? Cà chua ngon quá ta. Lấy 2 trái cà chua đi, không biết ăn cái gì lấy đại. Cà chua bán sao chị? Cà chua này mắc nha, nên mua ít thôi. Mắc mà cà mắc không qua đây. Bảy ngàn ha. 7.000. Đó là 7.000. Hai trái cà chua 7.000 à. Chua mắc ha. Hả ngon. Hôm nay đi chợ sớm mình hàng đồ quần áo người ta chưa dọn ra. Chợ này bán đồ xi ra, bán đồ xi đồ cũ. Thôi để em kiếm mua cái cà rốt Đà Lạt. Ê. Chị bán rau hỏi quay chị gửi qua bển hả? Cải trắng, cà rốt, cà lai, khoai tây. Tới cái cô bên phải. À, cô đây. Đó, cà rốt Đà Lạt. Khoai tây đúng không? Cà rốt này bán sao vậy cô? 30.000 ký. Cà rốt Đà Lạt 30.000 ký. Củ nhỏ nhỏ ngon á. phụ nữ thì đi chợ thì hay để ý chỗ nào ngon này mua, thường là mình cứ mua tới mua hoài, còn nhiều khi đàn ông không biết gặp đâu mua đó, nhiều khi mua từ lưa hộp dưa cho nhiều khi mua không có biết á, mua không có phải rau củ Đà Lạt. Cái này thì không biết ăn gì nhưng mà thấy ngon thì mua thôi cả nhà. Chắc có thể là ngày mai nấu hủ tiếu nước lèo gì đó. Mua đại. Ngân mua Ngân hay lựa cái mấy cái củ khô khô, mấy cái củ ướt nhẹp á. Ngân không có thích mua cho nên là Ngân lựa hơi kỹ chút vậy. Chứ không phải chê khen gì. Đâu có ăn xào trái su đâu. Em mua hờ để ngày mai em xào cái gì cho su này Nhiều khi lừa đi chợ. Chưa Khoai tây. Điện thoại đó mà chưa để lựa khoai tây nữa. Khoai tây này bán sao cô? Khoai tây 35. Khoai tây 35. Xù nó khoái ăn khoai tây. Trưa nay ngồi xào gà, nấu kiểu mà ăn với bánh mì, kiểu mà cà ri cây chứ không phải xào. Mà dạng mà nấu không có nước cốt dừa mà kiểu không biết nói sao nữa, nhưng mà vừa ăn bánh mì được mà vừa ăn cơm được. Chưa còn khoai lang. Cái mướp gì kìa em? Mướp gì? Mướp khía. Mướp khía. Anh ăn không? Rồi. Khoai lang. Khoai lang bao nhiêu ký? Bên đây là củ bự là 33 hả? 33 nè. Đây là 28. Cái này mập. Nấu gà, nấu khoai lang với khoai tây với su này. Mỗi chừng nửa ký à, mỗi thứ chừng khoai tây với khoai lang gì mỗi thứ chừng nửa ký. Mua qua không? Đồ quen nãy giờ ngon hả? Ăn không? Rồi. Con cái này cây nửa ký chưa chú? Chú ơi. Thôi nửa ký cho cái củ này. Cái đó nửa ký không? Hơn 6 lạng hả cô? 3 luôn đi. Còn gì nữa em quên mua không anh? Rồi bữa nay đậu que ngon quá ha. Đậu que ngon, mua để dành. Lát không 10.000 đậu que đi cô. Đậu que nhiêu ký? 35 hả? Đậu que mà cổ để ship hàng Dạ Thòn nè. Ship mà ship ngay hàng Thang Lói, ngay Bon là nhìn thấy thèm. Đậu non ha. Ngon lắm. Lấy thịt với thêm đi xào ăn cái gì? Em mua hồi thôi chứ nhiều khi không biết ăn gì luôn á. Em không biết xào với gì nữa, hay là mua thêm ha. Hay sao? Lấy thêm 8.000 nữa đi cô. Này 10.000 này là 8.000 nữa đó. Rồi nửa ký rồi vậy nửa ký. 35.000 nữa. Rồi. Rồi còn vậy đủ hết ta. Là có khoai tây, cà rốt. Khoai tây, cà rốt, củ cải trắng, củ su, khoai lang đủ rồi, có ớt chuông nữa. Chuông là đủ rồi phải không? Rồi mua bánh mì. Chiều là rau. 2 loại rau, 3 loại rau, nấm rồi cua, rồi xong rồi. Bánh mì thôi. Đậu ơi ngon rồi, cua. Anh để chạy tới đây đi em mua miếng lọc, miếng phèo. Tiếp nấu. đâu có tốt đâu. Anh mua ít mà, em đâu có nhiều đâu. Mua bỏ vô ăn cho nó có màu. Nếu vậy thà em mua tôm bỏ vô. Em anh muốn trà không? Muốn trà xanh không? Ừ. Lâu rồi không uống trà xanh. Tại ngán cái vụ lặt. Tại chỉ ký thôi chứ còn trà này em cứ vậy em đâu có làm cái gì đâu. Dạ. Lại làm. Bỏ cái cành vô thì nó cái màu nó ra không đẹp. Cái màu nó không ra màu vàng mà nó màu sẫm sẫm nó luôn. Cho nên là làm biến lặt phải lặt chỉ thì chứ không có lặt. Chanh dây ngon kìa. Dây ngon anh ha. Chanh dây nhiêu ký? 23 còn ổi. 18. Ổi 18 chanh dây 23. 4 chục. Hốt lá trái tím tím ở trên. Cũng chín là thấy thèm kìa. Nhìn cái muốn ăn liền. Chục hả? Đi chợ thôi, sơ sơ thôi là mấy trăm ngàn á. Bích 300 rồi hả? Cái gì 300 ít á. Vậy chỉ 300 là còn nữa chứ không phải 300 như thế đâu. Còn cái nữa. Rồi giờ mua tôm. Ăn đi, ăn hay mua tùm lum vậy á. Kiểu gặp thấy ngon thì mua rồi để đó rồi để dành ăn vậy. Mua thịt heo phải không? Ừ, tới ăn chợ đây nè. Ai mua tôm trước đi ha. Mua tôm trước ha. Đây là tôm. Lấy cho nửa ký tôm lại 200 á. Mối quen Ngân hay mua tôm nè mọi người. Đây số 52 đường Vũ Tùng, phường 1 quận Bình Thạnh, chợ Bà Chiểu. Ước gì mình có một cái ngôi nhà mặt bằng mặt tiền vậy ha. Rồi. Ở thành phố mà ngôi nhà vậy mà muốn mua ngôi nhà vậy không đơn giản đâu. Tiền như là cái núi mới đủ mua. Tiền tỷ ừ. Mặt tiền mà buôn bán được mà ngay chợ nữa thôi rồi khỏi nói. À, tôm tôi nhảy sống nhảy đạch luôn. Trước cái anh kia anh bán mà anh nghĩ anh đổi người mới. Thạch lá 10.000 đó. Giống ở quê nữa ha. Đã bó sẵn rồi bán. có một số chỗ chưa dọn luôn, chỗ này chưa dọn. Anh tóc ngay chỗ cái sạp thịt heo đây nè. Giờ người ta mới bắt đầu dọn hàng ra kìa. Tôm ở trong thùng người ta vớt ra, động oxy trong đó đó, người ta vớt ra mâm đó. Trời ơi, tôm bự bự ngon quá ha. Đó, tôm 180 hả? Tôm 200 bự hơn ha. Đây đây, nhớ nha, nhớ chỗ này em mua thịt heo chỗ này nha. Ủa, thịt heo ngon quá nè, mới ra luôn. Thịt heo ba gọi sao chị? 135 ngàn. 135 hả? Lấy em dây này nha. 50 ngàn. 50 anh. Dạ. Dạ. Nạc nữa không? Anh em muốn mở nữa không? Nạc đi, nạc để có gì kho ăn. Ở nhà con nạc, tại em đang muốn em mở này, miếng đùi này nó đi. Đùi nó gì bằng giá hay là nó sao? Cái đó rẻ hơn. Rẻ hơn hả? Em khoái miếng đùi này, rồi lấy miếng này cho em đi. Về còn nạc có gì nấu không bầm ăn à. Đùi là nhiêu chị? Cái này là tính 10 ngàn thôi, cái đó hai là rưỡi chắc tới 25 ngàn. Vậy là tất cả là nhiêu? 75 ngàn. 25 cái cục đùi, còn kia 50 mà 75. 25 với 50 là 75. Cái này là thịt xương ống. Xương ống nhiều. À, người ta đang ra thịt luôn. Hả? Dạ. 80. Để ông cho đến cái 60 đẹp 80 dạ. Đi chợ sớm mua đồ tươi không ngon. Thịt tươi. Cái gì 60 ngàn bỏ còn 70. À, nhớ chỗ này nha anh. Mốt mà dặn cái ra đây mua. Dặn cho mấy chị ở đây chỉ bán nới thôi người ta. Chú bán lòng chú chưa dọn ra luôn rồi. Rồi tính mua lòng mà chưa dọn. Đi đến mua phèo á. Giờ em hết biết số tiền nhiêu mà đang hỏi lát về mình coi coi nhiêu tiền thử buổi chợ bữa nay mình đi tốn nhiêu nha cả nhà. Em đâu nhớ nổi. Anh nhớ không? Anh nhớ không? Không nhớ xuất tiền ra thôi. Thuốc mua rau hồi nãy tự nhiên quên ra. Thuốc mua rau hồi nãy tùm lum hết trơn cả nhà, không nhớ nổi đâu. Hồi nãy anh cầm bao nhiêu tiền á, rồi mua bao nhiêu á, nãy quên ha. Để riêng á, mình để riêng tiền á, chứ về kia mình tính không nhớ nổi. Rồi mua thịt bò hay sao? Tới nhà làm chợ miếng nạm. Đâu? Tới ngay chỗ ở đây nè. Đi vô đây mua nạm bò để hờ nhiều khi không có đi chợ sớm thì mình có đồ ăn, mình nấu bò kho nữa. Nạm ngon ha. Mua gì mà livestream vậy? Mua gì livestream? Em tính mua nạm dụng gân. Nạm dụng gân tấy. Nè nạm dụng gân tấy đúng nè. Em. Nó ăn chanh tí, còn mình thịt bảy nè. Gân nữa nè, gân nữa nè. À, cái này là 100 thôi. 100 ngàn ký nó ngon chưa? Ở đây hàng nóng không mà. À. Đó, thấy không? Đây hàng nóng không chứ không phải có bớt không cô? Nói bán nhiều tại trong đây chợ vắng lắm. Dạ. Đi bán cô hốt cho con hết này. Rồi để cô hốt. Cái này như đây là chắc không tới 1 kg ha. Không tới. Dạ. Tám lạng thôi em coi. Đấy, còn ăn thêm. Đó heo bỏ mấy miếng nạm ngon luôn. Dạ. Thấy ngon ghê không? Cái này hầm nộp súp á. Không, nấu không chút nấu không chút xíu rồi 15-20 phút là nó ngon, làm ngon. Nó không sợ nó cứng ăn nổi. Không, 20 phút là mềm. Nấu ninh đi xong rồi đậy nắp, dắt xuống đậy nắp lại chút xíu ba, rồi dặn lửa bắt lên ninh lại. Dạ. Nấu cái nó bung gông. Cô đang ra thịt rồi không? Dạ, rồi như tính viên đi con. Như tính viên đó. Dạ. Nhà con ăn cũng là cũng chừng đó. Là hết nhiêu? 80.000 hả? Lấy gân này không? À, không, dạ không. Dạ cái dụng gân đó là ngon rồi. Ừ. Con nấu bò kho con phải ăn gì á. Đúng rồi, nấu gì để ngon. Dạ. À, con gửi tiền cô. Rồi. Chợ gì? Dạ dạ, con nấu nói gì đâu. Dạ. Cô kêu coi chỉ cân lại. Rồi, đi coi. Dạ. Rồi, thôi đi. Đi nha. Nhà làm chợ thì vậy thôi, có một số sạp bán, còn một ít sạp thì thấy cũng không có bán ở tại nhà. Ở trong nhà lòng thì hơi bất tiện hơn chút là người ta vô đây mua, người ta phải gửi xe á, nhiều khi người ta lười biếng, người ta hay mua tấp tấp ở ngoài người ta mua. Ngân cũng vậy, tại vì nhiều khi Ngân đi bộ từ nhà lên đây thì Ngân vô trong đây Ngân mua, còn đi xe thì ít cứ vô đây đó. Tại bữa nay ông xã Ngân chở cho nên là Ngân đi bộ, Ngân lủi vô đây Ngân mua. Đã trong đây bán mắm này cả nhà đó. Đó, sạp mắm người ta cũng đang dọn đây, đã dọn cái hết luôn rồi chứ đó, mắm đủ các loại mắm luôn, y là ở quê mình đi. Rồi thôi, ông xã Ngân đang đợi. Vậy là tạm thời là cũng đủ rồi đó. Vậy về anh ha, đã đủ rồi ha. Đó, mua bánh mì. Ờ, em ghé đây em mua cái này nè. Ghé đây mua cục huyết. Đậu cô đồng là có huyết với đậu hũ. Rồi chiều ha anh em ăn rồi mới mua đậu hũ. Chưa chắc cú ăn đâu cả nhà, mua vậy đó chứ nhiều khi chiều là đi làm cái bận việc đó, không có về. Lấy em cục quyết đi chị. Có bán mọc không chị? 15.000 lạng hả? Lấy em 2 lạng em. Cầm có con tay lấy vậy. 2 lạng mọc. Ốc heo. Dạ không, 2 lạng mọc nữa rồi chị. Cục huyết nhiêu chị? 5.000. Cục huyết 5.000. À, thấy thịt bằm là muốn mua, chị làm thịt bằm ngon quá à. Để em 20.000 nữa đi. Để nấu canh hay gì đó. Thịt bằm đó chị làm ngon kìa, không có mỡ bầy nhầy. Đó, gáo quảnh à. 20 ha. Dạ. Theo quay nữa nè, đây mình muốn ăn bún đậu mắm tôm mình mua dồi về là mình ăn, người ta làm sẵn luôn. Sẵn chiên, sẵn chuồng. Rồi 2, 3, 55 hết rồi. 55 hết hả? Rồi. Rồi, ok. Là bún đậu mắm tôm thì lâu lâu mới ăn lần, mình mua sẵn vậy cho khỏe chứ ở là làm dồi mệt, nghỉ ăn luôn. Ăn mất cây, mất công. Mất công. Dồn ơi. Tốt mồ hôi hột. Này ăn lấy công làm lời. Dạ, đúng rồi. Dạ đi nha. Cái chị đây nè cho bán thịt heo ngon. Em hay chỉ em trai của em lại đây mua. À, nó không biết cái chỗ á. Dạ. Dạ. Đi. Ủa anh tới đây anh giờ anh đợi em, tự nhiên tới đây anh dọn chứ đang nói chuyện nguyên liệu tùm lum. Anh tới đây anh đợi em mà em tính đi bộ lại đợi. Đó thì 2 người đàn ông là đi theo phụ nữ đi chợ thì biết được cái chỗ mua rồi đó. Nhưng mua cái gì chỗ đó vậy đó, thịt đồ bán chỗ đó bán xe. thì tinh tế hơn, có khác hơn chút, ý là phụ nữ nó hay không phải là tinh tế là cái gì, nhưng mà phụ nữ thì mấy chuyện đi chợ thì rảnh hơn đàn ông. Và mua bánh mì ở đây bán cá phóng sinh quá trời đất. Thì bữa nay không có bán thịt nữa mà đổi chủ mới, nó bán vịt quay rồi quay. Bánh mì anh ơi. Mì mua kìa, mua chỗ kìa. Mua đâu? Đây em anh đi chợ là hai chồng tính hết chắc cỡ 500-600 ngàn không ta? 600 á. Em mua thịt bò với lại cái gì? Bò với mọc. Là mọc, nhiêu? Mọc với thịt heo 130-140 gì đó. 55, 55, 80, 135. Cái gì mọc thịt bè nãy thịt heo rồi, còn mua thịt heo nữa không? Chỉ mua mọc, với mua huyết, với mua thịt xay. Vậy là 700 mấy. 700 mấy luôn hả? Ghê vậy. Tổng cộng tiền của em mua là nhiêu? 135, 55 ngàn với 180 ngàn. 135 hả? Ừ. 135 vậy là của anh là rồi, có 500 thì tổng cộng 600 đấy á. Đúng trời, 650 bánh mì nè. À em quên là bánh mì đây chứ, đây là bánh mì hả? Bánh mì tròn á. Hai ổ bánh mì tròn cô ơi, hai bánh mì tròn của con. Không phải ăn mì tròn, bánh mì tròn không? Nướng lại nha. Về chắc nướng lại. Bánh tròn có trọng không? Có rồi, còn gì đó. Nhiêu tiền vậy? 7 ngàn. Rồi bánh mì ở đây người ta bán, người ta dồn cho mình ăn sáng luôn. Ý là mình muốn mua bánh mì chả, bánh mì xíu mại hay là bánh mì thịt, bánh mì chả bông gì đó. Rồi ta có bán bánh mì không nữa. Bán ăn ngon, bán đắt á. Đây là đường Bùa Hữu Nghĩa. Đó, mình đã bán hamburger. Wow. 5 rưỡi 6 rưỡi. Vậy hả? Giờ 6 rưỡi hả? À. Vậy mình đi 5 rưỡi rồi đúng tiếng họ. Cua, bò heo, tôm cua.